Thưa quý vị, ngay sau khi thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 lần thứ hai, tối ngày 4 tháng 10, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận Lê Tuấn Phong đã có văn bản phê bình Chủ tịch UBND thành phố Phan Thiết vì điều hành công tác phòng chống dịch COVID-19 còn lỏng lẻo, có biểu hiện thiếu trách nhiệm. Kiểm tra thực tế cho thấy còn nhiều nội dung UBND thành phố Phan Thiết thực hiện chưa đúng, chưa hết trách nhiệm theo chỉ đạo của UBND tỉnh, thiếu trách nhiệm trong việc kiểm tra giám sát công tác phòng chống dịch trên địa bàn thành phố. Nhiều người dân vẫn chưa biết khu vực nào áp dụng chỉ thị 16, vẫn ra ngoài khi không có việc thật sự cần thiết. Các cơ sở dịch vụ không thiết yếu vẫn hoạt động kinh doanh do chưa được thông báo phải dừng. Việc kiểm tra người qua chốt còn lỏng lẻo, qua loa, có lúc mất kiểm soát. Đối với công tác xét nghiệm, một số điểm xét nghiệm để người dân đến ngồi chờ hàng giờ đồng hồ nhưng không có nhân viên xét nghiệm. Chủ tịch UBND tỉnh phê bình Chủ tịch UBND thành phố Phan Thiết và yêu cầu thành phố khẩn trương, nghiêm túc chấn chỉnh, khắc phục những thiếu sót trên để nhanh chóng khống chế dịch bệnh trên địa bàn, không để tái diễn tình trạng như nêu trên. Theo thống kê của Sở Y tế Bình Thuận, trong ngày 4 tháng 10, toàn tỉnh ghi nhận thêm 48 ca nhiễm COVID-19 mới. Riêng thành phố Phan Thiết có 29 ca, trong đó có 15 ca phát hiện qua sàng lọc cộng đồng. Thưa quý vị, trước tình hình hàng trăm nghìn người dân tự đi xe máy từ vùng dịch phía Nam về, mỗi địa phương đã lập kế hoạch để tiếp nhận và có phương án cách ly an toàn. Sở Y tế Phú Thọ đã yêu cầu các huyện, thị xã và thành phố chỉ đạo các chốt kiểm soát dịch COVID-19 trực thuộc địa bàn, quản lý, tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát người đến, trở về từ các vùng có dịch đang hoạt động, vùng giãn cách xã hội. UBND tỉnh Yên Bái cũng có công văn hỏa tốc yêu cầu tăng cường kiểm soát người đi từ thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành phía Nam đang có dịch về hoặc đến tỉnh Yên Bái. Khi người dân về địa phương từ thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam thì đưa ngay vào cách ly tập trung và lấy mẫu xét nghiệm tại cơ sở cách ly tập trung của tỉnh. Đối với trường hợp đi từ thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam mà qua các chốt của tỉnh Yên Bái, lãnh đạo tỉnh cho biết tỉnh sẽ yêu cầu người dân khai báo y tế, test nhanh COVID-19. Thưa quý vị, những ngày này, số lượng công dân từ các tỉnh phía Nam hồi hương ngày càng tăng, đặc biệt là các đoàn có số lượng lớn di chuyển bằng xe máy. Ngày hôm qua, trạm kiểm soát dịch bệnh COVID-19 tại cầu Bến Thủy 2 của Nghệ An đã đón nhiều đoàn xe với số lượng cả nghìn người. Để đảm bảo an toàn cho quá trình đón tiếp, tỉnh Nghệ An đã tăng cường lực lượng, tổ chức phân luồng, hỗ trợ người dân trong quá trình di chuyển. Bên cạnh đó, Nghệ An cũng hỗ trợ toàn bộ chi phí cách ly tập trung nhằm động viên chia sẻ phần nào khó khăn cho công dân địa phương, ghi nhận của phóng viên VTC. Chiều ngày 4 tháng 10, đoàn xe máy với hơn 500 người đã về tới trạm kiểm soát dịch bệnh COVID-19 cầu Bến Thủy 2, Nghệ An. Sau khi được bố trí điểm nghỉ ngơi, tiếp tế đồ ăn, thức uống, lực lượng chức năng đã tiến hành phân luồng, hỗ trợ người ngoại tỉnh tiếp tục di chuyển ra khỏi địa phận Nghệ An và đưa công dân nội tỉnh đi cách ly tập trung. Đối với cái số mà qua địa bàn tỉnh Nghệ An sẽ được là phân luồng, phân loại đó và sẽ có cái xe dẫn đoàn của Sở Giao thông Vận tải cũng như là của Công an tỉnh, Công an huyện sẽ dẫn đi qua tuyến đường tránh về đi qua địa bàn tỉnh Nghệ An trên đường 1 và không có dừng rẽ tại các cái điểm giao cắt. Còn đối với bà con mà về trong tỉnh Nghệ An sẽ được là phân luồng và dẫn đoàn về là cái cơ sở cách ly tập trung tại là trường đại học Vinh cơ sở 2 ạ. Trong ngày 4 tháng 10, tỉnh Nghệ An đã tiếp nhận khoảng 1.000 công dân trở về từ các tỉnh phía Nam. Các công dân này được đưa về khu cách ly tập trung 14 ngày. Toàn bộ chi phí cách ly được miễn phí hoàn toàn. Được hỗ trợ tiền ăn, tiền ở, sinh hoạt với lại tất cả mọi thứ được hỗ trợ hết. Test hay là thuốc thang thì người ta hỗ trợ cho mình hết. Tụi em cũng đang thất nghiệp ở trong kia, về đây cũng khó khăn nên được tỉnh hỗ trợ như vậy. Tụi em cảm ơn. Hiện toàn tỉnh Nghệ An đang có hơn 5.000 người thực hiện cách ly tập trung. Để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của công dân trở về từ các tỉnh phía Nam, tỉnh Nghệ An đang tiếp tục xây dựng 11 khu cách ly tập trung, đáp ứng cho khoảng 4.000 người. Các cái khu cách ly tập trung đấy, thì chúng ta tiến hành là chia theo các cái phòng nghỉ, giường nghỉ đã được kê sẵn, đấy, thì là có cái hệ thống camera theo dõi, rồi có cái khung quản lý thì thường xuyên nhắc nhở và điều hành nhằm đảm bảo an toàn cho cái khu cách ly. Nhờ làm tốt công tác đó trong cái thời gian vừa rồi đấy, thì Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tiếp đón trong cái dịp này đây là hơn 2.000 công dân, có là hơn 1.000 đã tiến hành hoàn thành nhiệm vụ cách ly, nhưng chưa có cái trường hợp nào là phát hiện lây chéo trong khu cách ly tập trung. Theo quy định của tỉnh Nghệ An, với các công dân trở về từ ngoại tỉnh, nơi đang thực hiện chỉ thị 16 sẽ phải cách ly tập trung 14 ngày. Công dân trở về từ các địa phương thực hiện chỉ thị 15 sẽ phải cách ly y tế tại nhà.
Thưa quý vị, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa có văn bản hòa tốc gửi Cục Hàng không Việt Nam góp ý kiến về việc mở lại đường bay nội địa đi đến sân bay Nội Bài. Mặc dù không nói rõ có đồng ý hay không với kế hoạch khai thác trở lại các đường bay nội địa của Cục Hàng không Việt Nam, thế nhưng Hà Nội đề nghị làm rõ nhiều nội dung liên quan đến phòng chống dịch. Đặc biệt, các chuyến bay đến thủ đô trong giai đoạn này phải được sự đồng ý bằng văn bản của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội. Theo đó, thành phố Hà Nội đề nghị Cục Hàng không Việt Nam làm rõ tiêu chí với hành khách đi máy bay, cụ thể là phải thuộc các vùng xanh. Hành khách thuộc các vùng có mức độ dịch ở cấp 3, cấp 4 cần được sự cho phép của chính quyền nơi đi và sự tiếp nhận của chính quyền nơi đến. Cục Hàng không Việt Nam cũng phải làm rõ phương án bố trí phương tiện đưa đón hành khách đi đến sân bay quốc tế Nội Bài với các địa phương có khách đi và đến, đảm bảo công tác phòng chống dịch COVID-19. Đặc biệt, Cục Hàng không Việt Nam chỉ tổ chức khai thác các đường bay nội địa đi và đến sân bay Nội Bài khi có sự đồng ý bằng văn bản với Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội và các tỉnh thành phố lân cận, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho thủ đô. Theo kế hoạch của Cục Hàng không Việt Nam, từ hôm nay ngày 5 tháng 10 sẽ khai thác 91 chuyến bay khứ hồi mỗi ngày trên đường bay giữa Hà Nội với 17 đường đến và đi với các tỉnh thành phố. Thế nhưng, kế hoạch này không thể thực hiện vì đến nay chỉ mới có 4 địa phương đồng ý mở lại các đường bay nội địa. Thưa quý vị, mặc dù gặp nhiều khó khăn do dịch COVID-19, nhưng 9 tháng đầu năm, giá trị xuất khẩu ngành nông nghiệp vẫn đạt được con số 35,5 tỷ đô la Mỹ, tăng 17,7% so với cùng kỳ năm ngoái. Nhiều kỳ tích đã xuất hiện trên các mặt hàng xuất khẩu tỷ đô của ngành nông nghiệp. Đây cũng là điểm sáng được nhắc đến trong buổi họp báo thường kỳ quý 3 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn vào sáng nay tại Hà Nội. Cà phê, cao su, nhóm hàng rau quả, hồ tiêu, hạt điều, sắn, các sản phẩm chăn nuôi, cá tra, tôm, sản phẩm gỗ là những mặt hàng có giá trị xuất khẩu tăng mạnh kỳ tích từ 12 cho đến 57% trong 9 tháng qua. Báo cáo tại họp báo, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Phùng Đức Tiến chia sẻ, mặc dù ngành nông nghiệp vẫn duy trì đà tăng trưởng 2,74%, nhưng những tác động tiêu cực của dịch bệnh COVID-19 đến chuỗi sản xuất, chế biến, tiêu thụ nông sản vẫn đang khiến cho chuỗi này bị ảnh hưởng. Do vậy, giải pháp cho thời gian tới là đẩy mạnh phát triển thị trường, tháo gỡ rào cản, tạo thuận lợi cho tiêu thụ trong nước và xuất khẩu, đặc biệt tăng cường kết nối với các tập đoàn viễn thông, ứng dụng giao hàng chuyên nghiệp, hỗ trợ chuyển đổi số trong nông nghiệp. Với những giải pháp tổng lực nhanh chóng được triển khai, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho rằng dự báo tổng kim ngạch xuất khẩu 44 tỷ đô la Mỹ, mức tăng trưởng 2,5 cho đến 2,8% trong năm 2021, toàn ngành nông nghiệp sẽ đạt được mục tiêu đã đề ra. Thưa quý vị, trong giai đoạn giãn cách xã hội hơn 3 tháng qua, phần lớn các chủ phương tiện xe cơ giới đến hạn kiểm định đều không thể mang xe đi đăng kiểm vì đây là hoạt động không thiết yếu. Do đó, sau khi thành phố Hồ Chí Minh bước vào giai đoạn bình thường mới, các trung tâm đăng kiểm đã đồng loạt làm việc cả ngày thứ Bảy và Chủ nhật để phục vụ lượng lớn xe đã đến hạn hoặc quá hạn đăng kiểm. Thông thường thì trung tâm đăng kiểm xe cơ giới số 5006V trên địa bàn quận 7 hoạt động từ thứ Hai đến hết trưa ngày thứ Bảy. Hàng ngày, tiếp nhận và xử lý trung bình trên dưới 150 lượt phương tiện đến kiểm định. Tuy nhiên, sau khi thành phố Hồ Chí Minh nới lỏng giãn cách xã hội, lượng phương tiện đến kiểm định gia tăng đột biến, đơn vị này đã tổ chức triển khai và làm việc thêm buổi chiều thứ Bảy và ngày Chủ nhật để hỗ trợ kịp thời các chủ xe có nhu cầu đăng kiểm. Đơn cử 2 ngày đầu tháng 10, trung tâm này đã tiếp nhận kiểm định hơn 200 lượt xe một ngày. Sau khi giãn cách một thời gian dài thì bọn em cũng sẽ biết được là cái lượng xe nó hết hạn nó sẽ là đông. Bắt đầu từ hôm nào? Hôm qua là bọn em làm cả ngày rồi, hôm nay cũng làm cả ngày luôn. Đăng kiểm hết trong gần một tiếng. Nói chung rất là tốt. Điện thoại lại đây nè. Hỏi gì đó, người ta nó có làm đem xe tới luôn. Người ta không đòi hỏi về cái giấy tờ bảo hiểm nào nữa đó, thì cứ tới là làm rất là nhanh. Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 5012D trên địa bàn huyện Bình Chánh đã dự đoán được nhu cầu kiểm định tăng đột biến sau khi thành phố nới lỏng giãn cách. Vì thế, ban lãnh đạo trung tâm huy động tối đa lực lượng gồm 24 cán bộ công nhân viên làm việc không quản ngày nghỉ. Công suất 80 xe một ngày. Sau thời gian giãn cách này thì có tăng lên đột biến, thì nó tăng lên khoảng gấp đôi, nó khoảng từ 2 ngày nay thì một ngày là khoảng 130, còn một ngày là 140. Hiện có khoảng 20.000 phương tiện xe cơ giới đã quá hạn đăng kiểm, cộng thêm số lượng xe đến hạn kiểm định,
tiếp tục gây áp lực không nhỏ lên 17 trung tâm và hai chi nhánh đăng kiểm xe cơ giới trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh trong những ngày tới. Các trung tâm đăng kiểm tại thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã lên phương án hoạt động tối đa công suất, tập trung làm việc thêm giờ. Ngoài ra, các trạm sẽ làm việc xuyên suốt ngày thứ Bảy, Chủ nhật để kịp thời giải quyết nhu cầu của người dân. Mỗi trung tâm đảm bảo vừa tổ chức đăng kiểm giải quyết ùn xe, vừa thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng dịch theo quy định của nhà nước.